Rồi quay con trái đi. Trải cắt bên là đường Thọc Lạc thôi quý vị. Buổi tối khoảng 9 giờ mấy nè. Bây giờ chúng ta sẽ quẹo đi thẳng đường Châu Văn Liêm. Sau đó thì chúng ta sẽ đi qua khu Xóm Đạo thôi quý vị. Giờ mình sẽ quẹo, khi gặp đường Châu Văn Liêm mình sẽ quẹo phải. Chúng ta vẫn đang đi trên đường Nguyễn Trãi nha. Khúc này là khúc một chiều, đường hai làn xe. Rồi bây giờ chúng ta cắt qua đường Đỗ Ngọc Thạch. Rồi, chúng ta cắt qua đường Châu Văn Liêm rồi đó. Ta sẽ quẹo phải ha. Ok, chúng ta quẹo phải. Quẹo phải thì rất là dễ dàng thôi. Chúng mình sẽ đi qua khu Hải Lượng Hạng Long chơi ha. Giờ này không biết là bán đồ sầm uất không. Gần 10 giờ, chín mấy gần 10 giờ rồi. Đối diện với quý vị xa xa đó là bưu điện quận 5. Chợ lớn ngày xưa, khu đất của chợ lớn ngày xưa. Còn đây là con đường Châu Văn Liêm. Ngày xưa nó không có đường đâu, nó là một con kênh. Rồi chúng ta sẽ quẹo phải nha, đi dọc đường Hải Thượng Lan Ông, quẹo phải đi Lý Hiền ơi. Yeah. Đấy, không khí chưa? Rồi, chậm chậm nha Lý Hiền. Đấy. Nói đường này mới hay nè. Noel là bán đồ Noel, rồi bắt đầu tới Tết là bán đồ Tết, không khí là lại đây, là ai thiếu không khí lại đây. Đã luôn ha. Bán ai cũng bán đồ giống nhau ha, tạo nên thành một cái con phố. Ai cũng bán được hết. Đây là một nét đặc trưng. Rất là đặc trưng. Một mặt hàng làm cho người ta dễ nhớ đúng không? Mình đi lại đây là mình rất là dễ nhớ. Ở đây. Dạ hẳn đi, dạ hẳn thêm một khúc nữa đi. Ở phía bên công viên thì mọi người đang bán áo để đi cổ vũ, đi bão. Mai chắc bão. Bão Việt Nam. À, ngày mai Lý Hiền. Ô, ngày mai Lý Hiền, Lý Hương lại lên Bình Dương à? À, tối mày xuống Lý Hương. Tối xuống ngày mai lại về tiếp à? Hay là để ngày mốt rồi về luôn đây? Thôi để sắp xếp lại sao? Bây giờ thì mình ngày mai đi coi bóng đá đã lắm á. Lý Hiền chưa bao giờ đi coi bóng đá nè. Đi ở đâu bữa ngoài nhà chơi vậy chị? Ở bên đây chợ Kim Biên hả quý vị? Đèn xanh lấp lóe. Chắc là chúng ta gặp tới cái đó chúng ta quẹo qua được rồi Lý Hiền. Không không, ở trên nữa, ở trên xíu nữa. Đây bến xe buýt à? Không biết bến không mà thấy xe buýt đậu. Rồi, quẹo qua nào. Đúng không? Rồi, bà già Noel, ông già Noel cùng với lại áo cờ màu đỏ hết, cũng thưa thưa vắng vắng nha quý vị, cũng không có đông lắm.
đèn lấp lánh xanh đỏ tím vàng, Sài Gòn hoa lệ rực rỡ đèn hoa, chợ Kim Biên là ngôi chợ mà được mệnh danh là ngôi chợ hóa chất. À, ngay khúc này Lê Hiền chạy chậm chậm xíu để Lê Hương quay cho đẹp đẹp hơn chút. Mọi người mua cờ, mua băng rôn chuẩn bị sẵn. Con nít người lớn, gia đình gì cầu trụ bóng đá à, cùng nhiệt á. Ở đây có cờ Hàn Quốc nữa. Đấy là đường Hải Thượng Lãn Ông thôi bị. Khoảng là tháng giữa tháng 12 rồi đó. Mười mấy tháng 12 rồi đó. Đầy bán giống như lên Tết luôn rồi nè. Mai lan khúc trúc gì nhân quán đào hả? Ừ đúng rồi. Lên cầu. Lên cầu luôn. Ê đang bằng đỏ mà. Đang quẹo đúng mà. Rồi được không? Quẹo đi. Không không không. Từ từ đi, sao thấy người ta đang dừng. Được à? Ở đây có món vịt rồi mì xào giòn A Nhóm. Bữa Lý Hương lâu lắm rồi, năm về trước Lý Hương có ăn ở đây ngay chân cầu Gà Bà đó. Xin mời cả nhà lên cầu Gà Bà nha, một trong những cây cầu lâu đời gắn liền với lịch sử hình thành khu vực Chợ Lớn ngày xưa. Ngày xưa Sài Gòn và Chợ Lớn là hai thành phố khác nhau ha. Và để mà đi qua lại giữa hai cái thành phố này á thì có một cái con đường mà đường bộ á là đi bằng xe ngựa, đó là đường Cây Mai mà bây giờ là đường Nguyễn Trãi á. Còn mà riêng về xe lửa tàu hỏa á thì theo Lý Hương được biết á là những năm mà cuối thế kỷ thứ 19 ở giữa thế kỷ 20 khoảng năm 1950 á, là thời kỳ đó là xe lửa là rất là thịnh, như là một cái phương thức vận chuyển mà rất là kiếm được rất là nhiều tiền á. Thì những cái đầu xe lửa đó là chạy bằng máy hơi nước á, thì ở Đông Dương thì Sài Gòn của chúng ta là nơi mà có cái ga xe lửa đầu tiên ở Đông Dương luôn. Đấy là những thông tin Lý Hương được biết. Sài Gòn Chợ Lớn thẳng luôn. Wow, ở đây cũng bán đồ Noel khí thế nè. Mà thấy mấy trang phục Noel này bán xong tới năm sau mở ra bán được cũng được mà ta. Cái nón cái áo giống y. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng qua luôn ha. Bây giờ chúng ta đang qua cái khu vực là Tùng Thiện Vương quận 8, đi thẳng luôn Lý Hiền. Ngày xưa là nhớ ăn gì ở đây nhớ không? Lẩu gì xinh đó quên mất rồi. Lẩu gì? Lẩu sống. Ngon không? Nhớ không? Ngon. Lẩu rất ngon. Hai đằng quất nguyên cái lẩu luôn. Lẩu sống cái gì ta vừa quên mất tiêu rồi. Lẩu ở trên Thùng Tiện Vương á mà tự nhiên quên mất tiêu. Giờ chúng ta đang qua cái khu vực quận 8 nha quý vị. Quận 8 ngày xưa. Nhộn nhịp quá ha Lý Hiền. Ở ngoài Nha Trang tầm khoảng 9-10 giờ đường xá còn đông không? Cũng còn đông, tầm khoảng 10 giờ vắng.
thành phố du lịch mà, giờ đó phải vậy thôi. Rồi đây đi hẳn luôn. Nhị Thiên Đường nha, Lý Huyền có nhớ gắn với lại cái gì không? Dây một loại dầu đúng không? Đúng rồi, dầu gió Nhị Thiên Đường á, là ngày xưa là một thương hiệu là rất là nổi tiếng, giờ cũng đi vô quên lãng luôn rồi. Lũ dê ba râu. Đây cái cầu Nhị Thiên Đường đây quý vị, Nhị Thiên Đường 1 ha. Đây cô này, cô bán đặt cá. Xong rồi có một cái nhánh mình sẽ rẽ ra Lý Hiền, nhớ không? Năm ngoái là mình có đi rồi. Có một cái nhánh mình sẽ rẽ đây, đây, đây. Rồi, rồi rẽ phải, mình sẽ đi vô khu vực Xóm Đạo đây. Đây là đường Phạm Thế Hiển. Trước mặt hình như là sữa low cost gì đây. Đây chúng ta đi vô khu vực Xóm Đạo nha quý vị. Hôm bữa là năm ngoái Lý Hương, Lý Hiền, team vlog Sài Gòn, anh Xuân Di của kênh Sài Gòn Ngày Nay cũng đi. Khu vực này thì chưa thấy trang trí, khu vực trên mà thôi mình cứ chạy dần thôi. Đây có thấy rồi nè, cái này mới lên khung à. Chưa có bật đèn à. Năm ngoái giờ này là trang trí lắm rồi. Đâu năm ngoái mình đi cũng vô cái thời điểm là gần gần rồi, giờ mới lên khung mà chưa có bật đèn nhiều. Với lại bên Gò Vấp nhớ không Lê Hèn, lúc đó Lê Hèn với Lê Hèn còn ở bên lầu Gò Vấp nên đi ra đây cảm thấy nó xa ha, giờ mình đi thấy gần hơn. Hôm nay chưa chắc... Ôi sao ở đây low cost sữa nhiều nhờ, chắc hôm nay ít chân kiến lại. Rồi hôm nay là thấy low cost không mà. Không biết làm cái gì ở đây ta. Ừ, không dùng ngày nữa nhiều. Đâu để cử đi xuống kìa rồi có trang trí gì vậy. Nè, hôm bữa mình ăn ốc ở đây nè, nhớ không? Chưa thấy gì. Thấy giả hào bữa đúng rồi. Mới lên rồi, mới lên khung. Hôm trước cũng lên khung rồi nè. Đây, hôm trước đây quý vị. Mới lên khung mà. Hay là giờ này tắt đèn rồi. Ồ, cũng có rồi nè. Không, mình như mới lên khung mà. Đây, ở đây lên khung nữa nè. Trắng trắng là mới lên thôi. Vậy là mọi người đang mới chuẩn bị thôi. Mới chuẩn bị thôi. Chắc chừng ngày hai ngày nữa à. Lên cũng thấy không khung thường rồi. Đây. Wow, hôm nay làm thế
thác nước chảy hoành tráng mà, nước chảy thiệt luôn Lý Hiền. Lời của ông chỗ cũng làm khu này chắc chọn nhẹ hơn khu trên ha. Hả? Khu này nhỏ trang trí đẹp. Đây, lên khôn. Cái này chậm nhất trong nãy giờ những cái. Đây, cái này là gần như hoàn thiện rồi nè. Cái này vô dính vô nhà luôn sao? Ồ, mấy năm nay lấy ý tưởng là nước hay sao? Mọi người đang chuẩn bị đây quý vị ơi, xin báo cáo với cả nhà vào khoảng là ngày 14 ha. Tầm ngày 14 là khu vực xóm đạo ở bên đường Phạm Thế Hiển ở khu vực quận 8. Là hiện tại là đang trang trí được tới đây đây ha. Wow, ngày năm nay là chơi cây tuyết ở ngoài đường luôn. Rồi, ý tưởng của ngay những dãy nhà đây là cây tuyết ha. Tuyết phủ khắp Sài Gòn. Rồi, luôn có tiếp. Đây là cây vựa mía nè. Đúng rồi. Đường sữa. Wow, bánh tráng Tây Ninh. Đây. Mình phải đi cái tầm khoảng 6-7 giờ á. Lúc đó bắt đầu nở đèn lên. Có lẽ là vậy. Cũng không biết nữa tại vì nó chưa xong mà. Nhà thờ, giữa nhà thờ luôn có. Đâu đi bên đây nè Lý Hiền. Đi bên phải nè. Đi bên phải nè. Lý Hiền định đi cho Lý Hương quay hay sao mà. Đường còn chạy phải đi bên đây nha. Rồi. Sau đó cái cầu đó cầu gì ta? Phải không? Phải không? À, hình như không phải rồi. Bạch Tàng, cầu Bạch Tàng. Chạy qua cầu đúng không? Ừ, chạy qua cây cầu rồi nữa quẹo lại. Thôi đi thăm thính với cả nhà ít tình hình ở bên Phạm Thế Hiển và khu vực xóm đạo. Noel cận kề rồi. Có điều gì cho mọi người nhìn ngắm không? Hiện tại thì cũng đang trong cái giai đoạn chuẩn bị thôi. Qua cái cầu Bà Tàng thì xong lấy hôn vẹo lại nha quý vị. Đấy. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo của Lý Hương nha. Bye bye quý vị. Bye bye.